bốn cây cầu độc đáo ở miền Tây có mặt trong thơ ca. Vùng đất miền Tây Nam Bộ nổi tiếng với sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, vùng đất trù phú đã hình thành nên một nền văn hóa miệt vườn, sông nước với những chiếc cầu độc đáo bắc qua sông rạch kênh mương. Những cây cầu này gắn liền với đời sống sông nước miệt vườn và trở thành hình ảnh thân quen và rất đổi thân thương của người dân miền Tây Nam Bộ. Cầu tre. Nhịp câu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là em ở bên này. Cầu tre có lẽ đã quá quen thuộc và gần gũi với người dân đồng bằng sông Cửu Long. Cầu tre được làm hoàn toàn từ cây tre và không cần đến kinh phí, chỉ cần vài chục cây tre với bàn tay lao động của người dân quê là có thể cho ra một chiếc cầu tre xinh xắn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cầu tre có hai loại là có tai vịn và không có tai vịn. Nếu ai chưa một lần đi cầu tre thì lần trải nghiệm đầu tiên sẽ vô cùng đặc biệt. Việc đi trên cây tre nhỏ và trơn, gió thì thổi ào ào mà dưới chân là dòng nước chảy xiết khiến nhiều người phải thót tim. Và hình ảnh cây cầu tre đã làm cho rất nhiều du khách từ các nước bạn bè trên các châu lục biết đến, tìm hiểu và thưởng ngoạn. Cầu tre ngày nay cũng là loại hình vui chơi như là trò dân gian đã thu hút rất nhiều khách du lịch. Cầu khỉ. Qua mấy lần cầu khỉ đông đưa cầu tre, cầu tre. Cầu tre sao? Cầu tre lắc lẻo khó đi thấy mồ. Cầu khỉ gắn liền với đời sống sông nước miệt vườn, nó trở thành hình ảnh thân quen và rất đổi thân thương của người dân miền Tây Nam Bộ. Cầu khỉ được làm rất đơn sơ bằng nhiều loại cây khác nhau bắc qua kênh rạch để qua lại. Những cây cầu này có hoặc không có tai vịn, rất khó đi và nguy hiểm đối với những người không quen đi cầu khỉ. Những người đi quen thì có thể gánh hoặc quát một khối lượng cỡ 20 đến 50kg qua cầu một cách dễ dàng nếu cầu chịu được sức tải. Người ta hình dung chỉ có những con khỉ hay leo trèo mới có thể đi được nên đặt tên là cầu khỉ. Một ý kiến khác cho rằng chỉnh dáng người đi lơm khơm như con khỉ đã khiến chiếc cầu mang cái tên này. Trước những năm 1960, cầu khỉ cũng rất phổ biến ở miền Bắc, nó xuất hiện tự nhiên theo những con đường đi bộ. Tại các vùng núi, cầu khỉ vẫn đang hiện diện trên các đường mòn xuyên rừng lên nương rẫy. Cây cầu khỉ miệt vườn sông nước vẫn mãi in sâu trong ký ức người dân miền Tây Nam Bộ, là nét đẹp hết sức độc đáo về cảnh quan và sinh hoạt của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Cầu dừa. Từ bao đời nay, cầu dừa đã gắn bó thân thương với mảnh đất và con người miền Tây, đặc biệt là Bến Tre. Dừa chẳng những cống hiến toàn bộ sản phẩm từ trái đến thân, lá cho đời sống vật chất mà nó còn đóng góp không nhỏ trong đời sống tinh thần. Bóng dừa điểm tô cho quê hương ta thêm đẹp, tạo nên nét riêng cho phong cảnh quê hương. Chẳng những thế, dừa còn là nguồn cảm hứng vô tận, mạnh mẽ cho các sáng tác văn học nghệ thuật từ xưa đến nay và mai sau. Nói đến đây, không thể không nhắc đến bài hát nổi tiếng Cây cầu dừa của nhạc sĩ Hàng Châu. Đã lâu lắm rồi em về, đi qua cầu. Cầu dừa thường được dùng để bắt qua lại giữa các mương trong nhà hay liếp đất để đi lại cho thuận tiện và thường ít dùng để bắt qua sông. Thân dừa to nên cầu dừa có thể đi lại dễ dàng hơn cầu tre và cầu khỉ. Cầu vãn. Dí dầu cầu vãn đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Đó là cầu cà dào mà những bà mẹ đã âu ơ, dí dầu, ngọt ngào và êm dịu với một làn điệu dân ca, trầm bổng đi vào lòng người nhằm để ru cho con một giấc ngủ say. Từ đó mà mỗi người Việt Nam, đặc biệt là người dân miền Tây, không thể không in vào tâm thức của từng người cầu cà dào ấy. Cầu ván được làm với nhiều loại vật liệu khác nhau, nhưng phần mặt cầu thì chủ yếu được làm từ những tấm ván ghép lại với nhau, nên rất dễ dàng và thuận tiện cho việc đi lại. Hiện nay, do sự phát triển của kinh tế xã hội, những chiếc cầu tre hay cầu khỉ đang dần bị thay thế bởi các cây cầu ván, cầu xi măng kiên cố và an toàn hơn. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khởi khi được đi trên cây cầu mới, nhiều người dân tỏ ra luyến tiếc về hình ảnh gắn liền với nhiều kỷ niệm. Họ dường như cảm thấy thiếu một cái gì đó đã gắn liền với làng quê trong một thời gian dài. Giờ đây, vùng đất miền Tây đang từng ngày đổi mới với nhiều chiếc cầu mới khang trang mọc lên thay thế cho những chiếc cầu khỉ nối nhịp đôi bờ. Nhưng về sau trong từng ngõ ngách thôn xóm, ta vẫn bắt gặp đâu đó và chiếc cầu tre vẫn đang vươn mình nối nhịp cho bà con đi lại. Có thể nói, những chiếc cầu độc đáo này như là một biểu tượng cho vùng đất và con người miền Tây mộc mạc nhưng ấm áp nghĩa tình. Nhưng trong tương lai không xa, theo nhịp bước đi lên của xã hội, để tìm lại những cây cầu này chắc chắn là điều không dễ dàng.